hơi run, hơi có trách nhiệm. Cái sở đoạn của em là em hơi chậm. Bạn gái em cũng là hiền hiền xíu. Mời bạn trai. Wow, em chào anh Linh và chào Khánh Đà với chào chị Đáp Tương ạ. Thôi ngồi đây, ngồi đây. Cha, đi qua đàn gái xách nhiều đồ quá hả? Dạ, đi hỏi vợ. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Võ Nhật Tuấn, năm nay em 32 tuổi. Làm nghề gì bạn? Dạ, em làm nghề kinh doanh cà phê. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Em chào chị Cát Tường ạ. Em chào anh Quyền Linh ạ. Chào bạn. Chào bạn Nam và chào tất cả mọi người ạ. Chào em ạ. Em tự giới thiệu về mình. Dạ, em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Huê. Em hiện là giáo viên ở trường tiểu học Hà Huy Giáp, quận 12 ạ. Em quê ở Thanh Hóa. Dạ. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, em năm nay 28 tuổi ạ. Huê à? Dạ, chào anh ạ. Huê có thích uống cà phê không? Cà phê ạ? Có chứ ạ. Có anh chàng bên đây đẹp trai lắm, đang bán cà phê. À, vậy ạ? Ấy, bên kia cô giáo. Dạ. Quê em ở đâu? Quê em thì ở Nghệ An nhưng mà gia đình đã vào Đắk Lắk lập nghiệp. Hôm nay chuẩn bị gì mà sao mà hoành tráng quá vậy? Dạ, cây cà phê ạ. Cây cà phê hả? Bạn dạ. Có biết bài hát gì cây cà phê không? Cây cà phê thì em không biết hát, nhưng em chỉ có biết hát về, có bạn biết được đợt khúc là về Giấc Mơ Chappy ạ. Giấc Mơ Chappy. Dạ. Rồi, Giấc Mơ Chappy luôn. Không khí nào để nghe lấy cảm tình bạn bên kia coi. 2 3. Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa bão mưa. Chỉ có hai người yêu nhau. Hát gì ngồi gồng cầm lấy cái hát vậy? Em lên em rung quá Linh ơi. Thoải mái ra. Đúng rồi, làm gì mà hát mà giống như ngồi ghế điện vậy. Nghe. Hồi sau lên em rung quá rồi. Giờ tinh thần đỡ chưa? Sao đó, bạn gái Huê này nghe ảnh hát là cảm thấy sao? Mình nghe trên núi cao là ảnh nghe chứ cao quá là mình thấy cao luôn. Mà có hai người là đúng, có hai người ta hát xong ta đi hết trơn còn nghe hát trên núi thì tưởng bà trên núi xuống. Dạ, mình... theo em thì hát ấy, quan trọng không phải là hay hay dở, mà quan trọng là cái hồn của mình gửi vào đó. Thế nãy giờ em thấy cái hồn của anh gửi vào đó như thế nào? Dạ, em thấy là anh ấy hơi hồn hồn, hơi run. Bây giờ mình làm lại một bản rồi. Cho ảnh. Mình tặng một bản ảnh cho anh hết run. Dạ. Em đến đây em xin gửi tới tất cả các bạn bài hát Honey ạ. Nghe từng giọt nắng bên hiên rơi đầy, bình minh đến xua tan đêm dài. Sao lòng em còn nhớ anh hoài? Anh vì đôi lúc anh hay nghi ngờ, để cho trái tim em thẫn thờ. Phải làm sao để anh mãi yêu em? Tình giận hờn anh yêu nhé, trái tim đã thuộc về nhau. Ngọt ngào tình yêu lên tiếng, khẽ kêu riêng anh là Honey nè. Và thật lòng em vẫn biết, biết anh chỉ yêu mình em thôi. Vậy mà nhiều khi xa cách, cớ sao anh hay nghi ngờ. Nhớ lắm Honey, em nhớ thương anh vô cùng. Hãy đến bên em, xóa tan đi bao hờn ghen. Hãy nắm tay nhau, trên phố đông vui tiếng cười. Trao nhau những mái hôn, giấc mơ yêu tuyệt vời. Được bạn, được không? Bạn nó hát rất là hay. Hát hay khen bạn đi, nói gì đi. Nói chung là em hát rất hay, làm anh xỉu quá rồi, xỉu lòng quá rồi. Xỉu luôn à hả? Xỉu luôn, xỉu lòng quá rồi. Quá hay luôn. Đem lòng yêu luôn rồi đó. Thế ơi, chị nghĩ chắc hát là sở trường của em rồi đúng không? Dạ, dạ. Vậy thì mình ngoài cái sở trường đó ra mình còn cái gì nữa không? Hay là có cái gì mình không hay không? Mình cũng phơi bài đó luôn. Dạ, thì ngoài hát ra thì em cũng có thể biết nấu ăn. Đúng rồi à? Em cũng có thể vẽ tranh phong cảnh. Dạ. Thì cái sở đoạn của em là em hơi chậm. Làm cái gì em cũng rất là kỹ, cho nên là hơi chậm. Đâu có sao em, chậm mà nó chắc là được rồi. Dạ. Mình có mối tình nào chưa? Dạ em chưa ạ. Chưa nên mới nhờ chương trình ấy chị. Từ xưa giờ luôn. Là chưa có hả? Dạ vâng ạ. Vậy là chưa có được nắm tay, chưa có hôn lần nào hết. Dạ chưa ạ. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, nghe không anh ơi? Ôi, còn bạn mấy mối tình rồi? Em có hai mối tình à. Một mối tình em hồi em học cấp 3 á. Mối tình thứ hai thì ở Bình Dương thì do trục trặc này trong, nói chung em cũng là trong công việc em lo làm nhiều quá rồi em cũng không có dành thời gian, không dành thời gian là cho người ấy, rồi hai người không đến được với nhau. Rút kinh nghiệm được chưa? Dạ lần này em rút kinh nghiệm để em lấy vợ. Có người yêu phải dành thời gian cho người yêu nhiều hơn đúng không? Dạ. Rồi vậy em thích cái mẫu người đàn ông lý tưởng mình là người như thế nào?
Đối với em, mẫu người đối với em thì quan trọng cái người đó phải có đạo đức, cái phẩm chất quan trọng. Còn cái hình dáng bên ngoài thì em không có quan trọng lắm. Nghề nghiệp thì phải ổn định một chút. À, nghe cái yêu cầu bạn gái em kia mình thấy mình hợp lên, hợp chưa? Dạ em hợp ạ. Hợp không? Dạ. Có đủ kinh tế hợp để hợp sao? Bạn gái không? À, nói chung thì cũng tầm tạm thôi chứ không biết thế nào là đủ. Bây giờ mình đi kiếm người yêu về tiêu chuẩn như thế nào? Thì em cũng đơn giản thôi, người bạn gái em nó cũng là hiền hiền xíu. Cô giáo là hiền chắc rồi. Gì nữa? Biết quan tâm chia sẻ, biết đối xử đối ngoại. Cô rồi giáo đó, mà dạy trẻ em được là cái gì cũng được hết. Yên tâm, yên tâm, bên đây là mẫu người vợ lý tưởng. Biết. Nói chung là em là anh cả rồi thì sẽ có trách nhiệm. Em có mấy đứa em? Dạ em có là 5 anh em lận. Ủa giờ phải nuôi luôn 4 người hả? Không phải là nuôi, nhưng mà mình làm anh là người gương mẫu mà. Rồi đúng rồi, phải có trách nhiệm. Phải có trách nhiệm. Coi như bán cà phê lo mấy đêm trước. Không phải là phải mình phải lo, nhưng mà gọi là mình là người đầu tàu. Em chào chị. Đẹp trai không? Được, 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 được. Bây giờ hỏi là riêng bản thân của anh á thì cái kinh tế anh bán cà phê á là có khá chưa? Ví dụ như là lập năm sau lập gia đình thì mình đã chuẩn bị được cho cái máy ấm gia đình của mình chưa? Dạ đã chuẩn bị được hết rồi ạ. Thì có nhà cửa gì chưa? Dạ. Đất đai gì không? Nói chung nhà cửa thì đất đai thì em ở có rồi, có ở Bình Dương. Nhưng mà nhà cửa thì em chưa có. Ngon quá rồi, ngon, trời ngon, ơi. Thì phải hỏi cho kỹ. Cặp cặp này được, được. Ta hỏi kỹ nhưng mà người ta có cái tâm tốt, hiểu không? Mệt ghê. Ta yêu nhau hỏi tiền bạc. Chứ sao nó mới vững chứ, bền vững chứ. Không, bây giờ thì hỏi cái đó. Nhưng mà là nói em nghe là người miền Trung là hay gia trưởng lắm á. Thì em thì hình như là em không có gia trưởng. Có không? Không. Rồi không có này được rồi, để tôi qua tôi nói bên kia. Tôi sợ lắm nha, sợ là gia trưởng ông về bắt bẻ tùm lum á. Chào em. Bây giờ nghe anh kia nói vậy có hợp ý mình chưa? Dạ em muốn hỏi một điều đó. Rồi em hỏi đi. Anh có khó tính không ạ? Không, anh không khó tính. Anh có hay cằn nhằn với người yêu hay bạn gái không ạ? Thì không, anh không có cằn nhằn đâu em. Được chưa? Được rồi. Được rồi. Dạ. Hôm nay mình đến đây có người thân đi theo ủng hộ mình không? Dạ, hôm nay em đến đây thì có cô của em đến ạ. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Dạ. Em là cô của bé Huê ạ. Dạ, chị thấy anh kia sao? Thấy anh bên này thì cái phong cách á rất là tốt, rất đẹp, nhìn khuôn mặt cũng rất là phúc hậu. Đó. Còn nếu mà nói về cái sơ sơ cái tính cách bên ngoài á thì thấy tính cách cũng cẩn thận, chỉn chu, nhưng mà nói đi sâu vào cái tính cách bên trong á thì đó là tự Huê phải đi tìm dạ hiểu. Dạ đúng. Đó, thì bây giờ em đánh giá sơ sơ bên ngoài thì em thấy là đẹp đôi rồi. Dạ, cảm ơn cô. Rồi, mình có đi với người nhà bạn bè gì không? Em có em gái. Chào em. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, cái chào chị Cát Tường. Cảm nhận thế nào? Thế em thấy thì anh chị cũng có phần là đẹp đôi. Vì cái tính cách thì em rất là thích cái tính của chị. Và cái cách chị nói chuyện nó rất là tự tin. Còn anh em thì nói chung là cũng hơi rụt rè. Thế em thì cần bổ sung cái tính gì cho anh em để sau này lấy vợ về để khỏi có xảy ra gọi là xung đột? Không, mà nếu mà vợ của anh em thì khó mà có xung đột lắm. Tại vì anh em tính rất là dễ chịu mà rất là thương em út nữa. Dạ. Cảm ơn em nhiều. Bây giờ thì sẵn sàng chưa? Nghe người thân nói là thấy hai cái cặp đôi này là coi như là hợp với nhau dữ lắm luôn á. Chuẩn bị ha. Rồi, các bạn ơi, các bạn có 2 phút, bắt đầu. Biết trồng cái cây cà phê đó có dễ không nữa. Chào em. Ly cà phê đi. Chào em, cảm ơn anh. Rồi, chúng ta có 2 phút. Dạ. 2 phút bắt đầu. À, anh thấy em thế nào? Anh thấy em được. Được là được thế nào ạ? Thì anh cũng thấy được là được rồi. Theo anh ấy thì nếu là một người đàn ông của gia đình thì anh sẽ phải làm những gì? Nếu một người đàn ông của gia đình là phải lo toan gia đình với lo tất cả. Dạ được rồi, đến lượt anh ạ. Bây giờ em đang là giáo viên ở chỗ nào ạ? Em đang là giáo viên ở quận 12, tại trường Hào Vi Giáp ạ. Mai mốt giả sử mà hai người đến với nhau em có về Bình Dương không? Nếu như anh có điều kiện chuyển công tác cho em được thì em sẵn sàng về thôi. Theo anh thì như thế nào? Thì nếu mà em thì anh coi có công việc ở đó thì em về đó, em về rồi anh cũng lo cho em thôi. Rồi một người, mỗi người nói tình gì, tỏ tình với nhau, tình cảm chút xíu đi, tình yêu chút đi. Cảm nhận đầu tiên về bạn gái như thế nào? Em thấy anh đó. Đầu tiên gặp em như thế nào? Em thấy anh chín chắn, chững chạc. Nhưng mà có mỗi cái là anh hay nhát, nhất là nhát với phụ nữ. Nhát lắm á, nãy giờ run quá. Rồi bây giờ mình tỏ tình với bạn nữ đi, nhát quá, tỏ tình câu đi coi sao. Bây giờ mà xả sử hai người hợp nhau đến với nhau á thì em có thể là
và mình có thể tìm hiểu đến sang năm cưới nhau đúng không em? À, thì bố mẹ em cũng hối lắm rồi. Nếu như hợp thì có thể tiến tới. Bây giờ mình cứ tìm hiểu trước đi đã ha. Dạ. Vậy thì mình tìm hiểu ha. Dạ. Hết giờ. Nhát quá. Dễ thương đẹp trai nhát quá. Đây, tay đây. Đúng đây. Đúng vậy. Cô kia chết cái đùi đó. Suy nghĩ thật kỹ nha. 2 phút để xem quyết định chúng ta có bấm nút để hẹn hò với nhau hay không. 1 2 3 Chèm nắm tay nhau một cái đi. Đó, chưa có bây giờ nắm tay. Tiếc quá nay không có mưa. Hai người hôn nhau cái coi. Ta để sau được không chị? Người ta hôn cái hôn đầu tiên đây có bao nhiêu người chơi chứng giám. Nó mới là thiêng liêng. Cái này em ngại quá. Lúc khác thì Trường ơi, đừng ép em gầy, gầy em hàng em không à. Gầy gì em giúp, chị giúp em chưa trả công mà kêu mà gầy. Gầy có ích lợi gì không? Hả? Nói gì ha? Thôi khỏi hôn nắm tay được rồi. Nắm tay là đặc ống rồi. Cảm nhận cái nắm tay tê, tê, tê. Này không? Đây, gửi tặng cho hai bạn. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Em cảm ơn chị. Đây là những chiếc vé xem phim. Hy vọng rằng với cái không gian lãng mạn ở rạp phim sẽ giúp chúng ta hiểu sâu về nhau hơn. Rồi. Chúc mừng hạnh phúc nha. Đừng có ba hoa quá. Ở cái gì nó lòi ra một cục. Hay lười làm việc nhà hay ngủ. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Hả Mang. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi chào em. Em chào chị Cát Tường. Em chào anh Quyền Linh và quý vị khán giả đang xem chương trình. Rồi em giới thiệu về mình. Em tên là Thùy Linh, năm nay em 27 tuổi và hiện là em làm nhân viên kế toán. Hai anh em mình tên Linh ha. Để xem bạn trai tên gì. Xin mời bạn trai. Chào bạn. Gì vậy? Làm gì nhút nhát như vậy? Nãy giờ tâm lý sao, ổn định chưa? Giờ cũng hơi ổn định rồi. Tối qua có lo lắng gì khi hôm nay lên đây không? Cũng có anh. Hy vọng hôm nay gặp người như thế nào? Người dễ thương. Dễ thương, người gì nữa? Hiền. Gì nữa? Cũng thích em mà em cũng thích người đó. Tên là gì? Dạ em tên Nguyễn Thanh Hùng, năm nay 28 tuổi. Nghề nghiệp là kỹ thuật viên răng giả. Tức là nha khoa đó đúng không? Dạ. Không nói chữ nha khoa đi, tự nhiên kỹ thuật viên răng giả nghe nó ghê. Có vấn đề gì cần làm răng giả không? Dạ không, răng em còn khỏe. Răng còn khỏe lắm hả? Dạ. À, giới thiệu mình một chút xíu về những sở trường của mình. Dạ, về ưu điểm của em á. Ưu điểm thì về nữ công gia chánh như là thêu thùa may vá thì em đều làm được hết á chị. Giỏi vậy đó. Rồi. Dạ, rồi nói chung là biết quan tâm chia sẻ đến mọi người. Nấu ăn được không? Dạ được. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình chính thức chị. Quen nhau được bao lâu? Em quen khoảng nửa năm. Nửa năm à? Dạ. Rồi chia tay bao lâu rồi? Dạ em chia tay cũng gần 2 năm rồi. Công việc của bạn là làm một ngày 8 tiếng hả hay là như thế nào? Một ngày em làm khoảng 12 tiếng anh. 12 tiếng? Dạ. Dữ vậy? Dạ, 8 sáng, 8 tối. Rồi nhà bạn ở đâu? Em quê ở Bình Thuận, ở thì quận 10, đường Hòa Hưng. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình đơn phương năm lớp 9. Mới lớp 9 yêu rồi sớm vậy? Vậy là có một mối tình chính thức là cách đây 3 năm. Rồi người ta có người yêu mới chưa? Dạ giờ có chồng rồi. Có chồng rồi hả? Dạ. Thấy không? Vậy mình lỗ rồi. Thấy có vợ liền. Bây giờ muốn lấy vợ lắm chưa? Dạ em cũng suy nghĩ cũng sẽ lấy vợ trong khoảng thời gian 2 năm ấy vậy. Rồi Linh sao? Ý em là nếu mà được thì là 1 năm. 1 năm chứ 27 cũng cao rồi ha. Dạ. 1 năm là vừa còn sanh con nữa đúng không? Dạ. Sanh mấy đứa? Ba mẹ em muốn có cháu. Muốn mấy cháu? Dạ 2 thôi chị. Mình có đặt ra cái mẫu người lý tưởng của mình là người như thế nào? Thứ nhất là bạn nam đó là phải cao, nhìn người năng động, khỏe mạnh xíu. Giống như diễn viên Lương Thế Thầm đó chị. Rồi thứ hai là bạn trai đó phải là tâm lý. Dạ, có công việc ổn định. Bạn không thích điểm nào ở người bạn trai? Không thích thì em có 4 điểm. Thứ nhất á, là đừng có bảo thủ. Thứ hai á, là đừng có hút thuốc. Thứ ba là đừng có ba hoa quá. Có nổ đó. Dạ. Nóng gọn là vậy đi. Dạ. Dạ cuối cùng là đừng có xài giờ dây thun. Trai có bảo thủ không? Dạ không chị ơi. Hút thuốc. Có hút thuốc không? Dạ, có hút thuốc nhưng đã bỏ. Bỏ rồi. Có dạ. Ba hoa chích chòe không? Dạ không chị. Rồi cuối cùng có xài giờ dây thun. Dạ không em rất là trọng dự tính với lại
sống thì rất là hài hòa. Rồi, đó là yêu cầu của bạn gái, còn bạn trai yêu cầu như thế nào? Em thích một người mà bạn nữ, ngoại hình thì trắng, tóc thì ngang vai trở xuống, biết quan tâm, chia sẻ, hòa đồng, sống thân thiện, rồi chân thành. Rồi gì nữa? Dạ vậy thôi anh. Vậy thôi. Dạ. Em có những ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Ưu điểm của em thì tự lập, sống nhiệt tình bạn bè. Khuyết điểm thì hay ngủ với lại lười làm việc nhà. Lười làm việc nhà. Dạ. Hôm nay mình có đi với người nhà không? Dạ, có đi với lại em họ, lại bạn. Em họ. Chào anh Quỳnh Linh với chị Kim Tuyền. Chào em. Nãy giờ bạn nghe câu chuyện với hai người, thấy hai người có hợp nhau điểm nào không? Có không hợp nhau điểm nào không? Em thấy hai anh chị cũng được. Ý của chị nãy giờ em theo quan sát thì thấy cũng giống ý của anh của em. Với lại anh của em á, anh hiền với lại anh nhát lắm. Có gì á, chừng sau này có về á, chị đừng ăn hiếp anh của em là được rồi. Ủa là ý nói cô chị này dữ lắm hả? Hiền khô. Không, giờ em thấy chị này á, chị có vẻ là chị thật thà, với lại là chị cũng lanh, nên là em thấy anh của em á cũng hơi rụt rè. Lép vế được phải không? Lép vế phải không? Em có đi với người thân không? Dạ có, em đi với em trai em. Em trai, dạ, rồi em trai đâu? Dạ em chào Quỳnh Linh, em chào chị Cát Tường. Một người đàn ông nhận xét một người đàn ông. Anh này thì em thấy là ảnh vui, cũng không thể, nhưng mà cứ hơi nhát. Thì nói theo cảm nhận em thì thấy hai người chắc hợp. Còn về hợp hay không thì đó do chị em quyết định nữa. Rồi, cảm ơn em. Cô bên đây. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Dạ. Anh kia đúng anh Hiền á. Dạ. Rất là dễ thương. Dạ. Nói chung là mình nhỏ nhẹ nói làm quá không giật mình bỏ chạy luôn á. Không có gì quá trời luôn. Em có nghe ảnh nói là ảnh lười làm việc nhà. Đó cái đó. Nhưng mà em la ổng là ổng sợ à. Bây giờ chưa có ai la đó, ham ngủ chứ không làm việc nhà được. Ha? Dạ vâng. Được, anh này dễ thương được. Nhưng mà hơi bụng hơi bự chứ chắc uống bia. Vậy? À, uống bia. Ngồi hớp được bụng vô nha. Bụng bự lắm hả? Trời chị. Hóp vô để hóp cái gì, nó lòi ra một cục vậy mà lo hóp cái gì nữa, một cái bụng gì mà hóp. Hóp ở chỗ nào? Một ruột cũng to dữ ha. Làm biếng lắm hả? Không phải làm biếng mà em làm đi làm nhiều á. Cái em rảnh cái em muốn ngủ á. Không, mà nãy giờ nghe qua cái màn thôi thì cảm nhận cô bên kia. Em thấy sao? Bạn đó là hiền nhỏ nhẹ. Bây giờ trước tiên mình phải đánh cái vòng ngoài trước, thuyết phục em trai dưới trước thử coi. Chào bạn. Bạn cái gì? Em chứ bạn cái gì? Mạnh dạng lên coi. Chào anh. Chào em. Đầu tiên là anh gửi lời sức khỏe đó em, tốt. Em thấy anh sao, có cảm nhận có phù hợp với lời chị của em không hay là sao em? Dạ thì em thấy là hai người cũng hợp nhau rồi đó. Còn hợp hay không thì ghé bức màn lên mới biết được. Trời, nếu mà em thấy có cái gì đó thì em có thể nói thêm vô giùm anh. Chứ anh thấy chị như vậy, chị em anh cũng có cái đó cũng thích ở cái khiêm nhường. Trời ơi, cái ông này không có gắn hột xoàn hay răng đúng rồi. Giờ tôi thấy gì chiếu. Bởi nghề nghiệp chị. Gắn chị cái nha. Dạ, ngày mai gặp chị. Chị gắn hết được không? Dạ được, đẹp luôn chị. Nhớ nha, hứa nha. Dạ, hứa. Gắn hột xoàn tôi nha. Dạ. Hứa rồi đó, tôi qua tôi nói vô giùm cho. Được, hiền lành nhát. Đừng có nhát. Mặt mày đẹp trai. Răng gắn hột xoàn. Mạnh mẽ lên nha. Yên tâm đi. Cô bên kia cũng mạnh mẽ lắm á. Cô kia rất là bản lĩnh nha. Về là coi như là... Trời, cho 2 phút gặp nhau đi anh Linh ơi. Chuẩn bị, kéo mặt lên. Rồi, 2 phút dành cho các bạn. Bắt đầu. Chào anh. Chào em. Dạ. Em có gì muốn hỏi anh trước không? Bỗng. Mốt chừng nào hẹn hò kéo tôi đi theo nha. Dạ. anh cảm nhận em sao khi kéo màn lên? Anh thấy em cũng dễ thương. Nói chuyện nhỏ nhẹ, nó cũng giống cách anh cũng hay nói chuyện vậy. Anh thấy em cũng khiêm tốn vừa phải. Anh thích hay không thích? Là anh thích vậy. Dạ. Hồi nãy em có nghe anh nói là anh một ngày anh làm 12 giờ. Vậy nếu mà có bạn gái thì hẹn hò sao anh? Thì anh dự định của anh sẽ sắp xếp thời gian những lúc mà anh rảnh sẽ dành thời gian cho bạn gái. Dự định anh tương lai anh sẽ
cố làm chủ bản thân để vượt khỏi cái thời gian đó để dành cho gia đình. Vậy là mình hẹn hò khoảng từ 9 giờ tối trở đi hả? Nếu mà chủ... chủ nhật thì 5 giờ anh nghỉ, có tuần anh nghỉ. Ngày cảm nhận anh nào có phù hợp với em không, có muốn hẹn hò không? Dạ em thấy anh cũng dễ mến nhưng có điều hơi nhát xíu. Có lúc anh nhát, có lúc anh cũng gan. Lúc nào gan, lúc nào gan, lúc gan lúc nào, lúc nào, lúc nào gan. Cái lúc đó chỉ có cho bạn biết thôi. Lúc gan lúc nào nói luôn đi, lù khù dắt cái luôn chạy đó, mạnh mẽ gì lên, đúng rồi, phải gan lên đó, bụng vô để tự nhiên đó. Còn nhậu dữ lắm thì sao bụng bự vậy? Dạ cũng hay nhậu vậy, hay uống bia, nói chuyện công việc bạn bè. Nãy nói gì mà làm chủ bản thân gì đó, vượt qua bản thân gì, tại vì chị không hiểu. Em cũng không hiểu. Không hiểu sao mà hỏi, làm như đứa chồng của tôi vậy. Giải thích cái chị vượt qua ý, bản thân. Ý anh là thích kinh doanh, trong anh làm nghề cũng lâu năm rồi, trong khoảng thời gian công việc nó chiếm cũng nhiều. Yeah. Thời gian tới sẽ muốn kinh doanh một cái gì đó để làm chủ được bản thân. Em thì em không thích đàn ông lười biếng đâu anh. Yeah. Lười công việc nhà. Em rất là thích đàn ông biết nấu ăn. Anh thì sao? Anh thì anh biết chế biến món ăn ngon, biết làm những món ăn ngon. Là biết nấu ăn hả? Nhưng thế mà này, anh ít nấu thôi. Sau này có bạn gái, anh có hạn chế cái khuyết điểm là lười làm việc nhà không? Nếu mà ấy thì bạn gái có ý kiến thì anh sẽ hạn chế được chuyện nhỏ mà. Lúc đó chưa có người yêu, giờ có rồi, mình hứa với người yêu gì đi. Nếu mà mấy chuyện việc nhà, bớt nút của việc nhà, mấy chuyện nhỏ, anh nếu làm thì anh làm vẫn được chứ không gì hết. À, anh không thích làm thôi. Đúng rồi chị. Tỏ tình rồi gì thuyết phục ta đi. Em có muốn hẹn hò với anh không? Không, không hỏi cái đó, trời ơi. Sao không hỏi chứ? Đừng có hỏi đó, đừng á. Mình thấy... Chứ em lại muốn rồi đó. Muốn lắm chưa? Cũng muốn lắm rồi. Muốn lắm rồi hả? Giờ phải thuyết phục đi, đừng có nói hẹn hò rồi, tao nói không cái là hết. Anh muốn tìm hiểu em. Muốn... mình muốn tìm hiểu hơn để hiểu nhau hơn. Hứa cái gì mà tao mới cho tìm hiểu chứ. Hứa về anh sẽ không có lười biếng nè, không có ở dơ nè, không có gì đó, hứa lại đi. Thì những cái điểm em thích như là anh làm việc nhà đó, thì nếu mà quen nhau thì anh sẽ bỏ được chắc chắn. Anh sẽ chuyện đó, cái chuyện nó cũng nhỏ thôi, không có lẽ gì hết. Rồi hết thời gian rồi. Mệt ghê vậy, tôi chờ ông bằng được câu gì hết. Nói đại. Rồi suy nghĩ thật kỹ để quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không nha. 3 2 1. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn nha. Trái tim đã có màu đỏ rồi. Nắm tay nhau một cái coi gì mà rung dữ vậy, nói chuyện nhỏ xíu xù xíu à. Cảm thấy sao? Mình thấy ấm áp. Má anh coi. Dạ thôi anh nắm tay lại. Cũng thử coi có rớt một sòn nơi răng không? Không. Anh Hùng nha. Xin cái gì? Xin cái gì? Không đi. Hùng Hùng giống hổ. Rồi xin tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Rilex. Chúc hai bạn thật là vui vẻ. Cảm ơn. Mình luôn à. Tôi nãy giờ tôi nhào vô rồi đó. Đây nói cho vui thôi. Chúc hai bạn thật là nhiều không gian lãng mạn trong lúc xem phim ha. Cố gắng lên mặt trai nha. Mạnh mẽ lên. Bạn gái rất là xinh đó, đừng bỏ qua cơ hội này. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn hai bạn. Tờ giấy ly hôn ra nghe từ cái trong cái ngã năm mà đi ra Cầu Thiệt, em rớt nước mắt luôn. Con tim chết lặng vậy đó. Em có mấy mối tình rồi? Em cũng giống như bạn trai bên kia. Em cũng từng có gia đình rồi. Em đợi chương trình này rất là lâu, em đăng ký lâu lắm rồi đó. Nghe bác nói thư nào em cũng nhắc, hỏi anh Tân bây giờ có vợ ở đâu chưa? Em ơi đọc thư em anh mừng muốn khóc. Mời nhà trai. Rồi chào anh trai. Chào anh. Rồi ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Mình giới thiệu về mình đi. Mời bạn trai. Vâng, là nói đầu tiên cho phép em gửi lời chào anh toàn thể quý ông bà cô bác anh chị em và anh Quyền Linh và
chị Hồng Vân. Chị Hồng Vân gọi là chào thân thương và trân trọng nhất. Em năm nay là 28 tuổi, hiện tại là em làm việc tự do, em có nghề buôn bán quần áo, em vô sĩ ở chợ. Cái thứ hai nữa là em có nhà cũng có nuôi tôm. Em đợi chương trình này rất là lâu, em đăng ký lâu lắm rồi đó. Chị hôm nay được chương trình em thấy rất là may mắn. Nói quá trời nói luôn á, mà cuối cùng không biết tên là gì luôn á. Em tên gì? Nguyễn Minh Tân. Bao nhiêu tuổi Tân? 28 tuổi anh. Quê Tân ở đâu? Ở ấp Xẻo Xu, xã Vĩnh Tân, Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Rồi mình buôn bán ở đâu? Em buôn bán bỏ sỉ quần áo anh. Mà ở đâu? Ở tùm lum hết chân, tại bỏ sỉ ở chợ mà. Tùm lum là sao? Nói chung là em lên Sài Gòn này em lấy đồ về em bỏ sỉ các cái chợ. Chợ ở dưới Sóc Trăng á hả? Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau thì cũng có. Đi hết luôn. Dạ. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Nguyên Linh, chào bạn trai bên cạnh với lại chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Ngọc Giàu, hiện tại là em ở Tiền Giang và làm việc ở Tiền Giang luôn. Dạ, năm nay em 30 tuổi. Vậy là lớn hơn đây 2 tuổi đó em trai. Được không? Dạ, anh thấy tuổi tác trên lệch 1-2 tuổi nó cũng không thành vấn đề gì. Miễn sao về lo cho cuộc sống nửa đời còn lại, không lo cái ăn cái mặc là tốt rồi. Nửa đời chưa không? Có nửa đời, giờ còn lo nửa đời còn lại. Lo xa quá. Dạ. Em có gì nào bán ở chợ Mỹ Tho không? Dạ không, anh em chỉ bỏ sỉ từ Hậu Giang đổ lại thôi. Thì giờ mình bỏ sỉ Mỹ Tho cũng được đúng không? Cô kia ở Mỹ Tho đó. Dạ. Tiền Giang em hả? Dạ Tiền Giang đó. Quyền nào? Dạ, hiện tại nhà em thì ở huyện Tân Phú Đông, còn em đang làm việc ở huyện Châu Thành, gần Mỹ Tho. Em ơi, hiện tại em đang làm gì em? Hiện tại em là nhân viên bên tài chính anh. Vậy đó hả? Hồi nãy em có nghe là anh nói là nhà mình nuôi tôm đúng không anh? Đúng rồi, anh ở Sóc Trăng, xã Vĩnh Tân, đó là giáp ranh với Bạc Liêu, giáp ranh ranh với cái thành phố lớn á. Thường thường đi thành phố Bạc Liêu thì thường xuyên hơn thành phố Sóc Trăng, tại lên cái thành phố nó xa quá. Biết hát bài Sóc Trăng không? Dạ, ca cổ thì em làm được. Ca cổ không sao đâu, lên câu coi. Sáng hôm nay hay tin em đi Sài Gòn làm, anh dội chạy xuống Long Xuyên rồi lên Châu Đốc. Nhìn xác pháo rơi đầy trước ngõ mà bóng người thương chẳng biết đâu tìm. Bữa nhớ em anh mới giả đò đi chợ, ghé nhà thăm hai bác cho đỡ buồn. Nghe bác nói thư nào em cũng nhắc, hỏi anh Tân bây giờ có vợ ở đâu chưa? Hỏi anh Tân bây giờ có vợ ở đâu chưa? Em ơi đọc thư em anh mừng muốn khóc, đợi em đợi đến bây giờ mình mới được đoàn viên. Trời hay quá. Hay quá em gái. Dạ hay ạ. Rồi em gái có những ưu điểm khuyết điểm gì giới thiệu đàn trai nghe coi. Dạ ưu điểm của em thì cũng biết hát chút xíu, còn khuyết điểm thì cũng hay quên. Đi làm thì đó giờ em cũng ít có nấu ăn cho nên là nấu ăn cũng không có được ngon. Em hát cải lương được không? Cải lương thì đó giờ em ít có hát lắm, em hát nhạc trữ tình hoặc là nhạc bolero này kia thôi. Vậy á, thì hát đối lại bển đi. Cũng có lý do cho nên em mới hát bài này. Đáng lý bữa nay là em đi cùng với mẹ lên đây, nhưng mà vì xe trễ xe cho nên là mẹ em lên không có kịp. Cho nên là thôi giờ vừa hát vừa tặng bạn trai, vừa tặng MC, vừa tặng quý vị khán giả, tặng cho mẹ luôn. Rồi em hát đi. Đêm nay nghe tiếng mưa, con ngồi đây nhớ mẹ ở quê nhà. Mẹ bây giờ có nhớ con không? Tuổi 13 con phải xa gia đình, coi cô thân một mình nơi xứ lạ người xa. Trời ơi hát hay quá Bữa nay làm sao mà trễ xe mẹ? Tại vì mẹ em ở dưới, ở đó là huyện Tân Phú Đông, cho nên là muốn đi qua bên đây thì phải qua một cái đò. Chỉ có một chuyến xe thôi, cho nên là đi là phải đi sớm, phải 4 giờ khuya dậy sớm, cho nên mẹ bị trễ xe. Vậy hả? Dạ. Em cũng tính quay về rước mẹ, nhưng mà lý do là hôm qua nay em đi làm ở Sóc Trăng á, em cũng mới về cho nên là em không kịp. Ủa mày làm gì đây? Sóc Trăng? Tại em đi công tác, em đi gặp khách á anh. Thành ra em là ơi, nào đi Sóc Trăng thì nhớ cho anh biết để anh đón em nghe, làm tiệc đón nghe. Dạ. Dạ em. Ê, bạn trai em phải cho bên đàn gái biết một chút về đường tình duyên của em đi. Lên đây thì em đã cũng nói thiệt, nhiều khi nói thiệt cái người ta thương liền à. Mà đã từng có gia đình trước á, là em không chịu người đó, nhưng mà nghe lời cha của mẹ, nói chung là sự hiếu thảo thì đứng đầu, em chịu. Thời khoảng chừng năm mấy thì
Vợ nó cứ lèn ngàn lèn hoài, nó đi lên đi xuống, nó đi xuống rồi nó lên, nó về hoài vậy đó. Xanh xong rồi em bao xe tới rước về, nói chung là lo hết từ A đến Z luôn. Rồi con phải chừng được tuổi mấy gì đó, rồi nó ẩm gì chả nó xong rồi xuống xuống xong rồi cái nó viết đơn ly hôn luôn à. Xách cái tờ giấy ly hôn ra nghe từ cái trong cái ngã năm mà đi ra cầu thiệt em rớt nước mắt luôn. Còn cha còn mẹ để con nó bơ vơ á, thiếu thương, thiếu đi cái tình cảm của người cha thì em rất là buồn luôn, em thấy luôn là con tim chết lặng vậy đó. Giờ nói chung là em hả, mong hả, tìm một cái người hả, bạn để chung chung chí hướng để xây dựng một cái tình yêu, xây đắp cái tình yêu gia đình hạnh phúc và trên thuận dưới hòa, trong ấm mà im. À, gia đình vậy là hạnh phúc rồi, đừng có mà hả, có chồng rồi mà lèn èn là không được. Em nói thiệt, em ghét ai mà nói vợ chồng xưng mày với tao lắm. Đâu đó phải anh với em. Với lại bây giờ em sợ cái cảnh sao mà giống như không phải ngày xưa anh. Ngày xưa là lâm xanh mà thương xưng nương á. À, mẹ chồng học với thương quýnh chết tại ngã ba đường mà Hồng Khôn á, em phò chạy anh Lâm Xanh á. Còn bây giờ không có anh. Sao mình yêu đương gì cái hình tướng mà. Còn ngày xưa người ta yêu đương gì cái nhân phẩm, cái phẩm hạnh của một người con gái. Rồi người con gái thương người con trai cũng vì một cái sự hiền từ Trần Minh mà ngày xưa mà công chúa Bình Nga vậy đó. Lo cho ăn học Đỗ Trạng Nguyên á. Người si mà Đỗ Trạng Nguyên rồi của Hoàng thượng mới thấy là giỏi quá, công chúa Bích, mới gả công chúa Bích Văn cho vậy đó. Mà Trần Minh không dịch lụa đó ha. Trần Minh cố chú vậy ha. Dạ đúng rồi, rồi. Em có mấy mối tình rồi. Em cũng giống như bạn trai bên kia. Em cũng từng có gia đình rồi. Ly hôn thì được 2 năm, ly thân 1 năm là 3 năm. À vậy á. Hiện tại thì em đang có hai bé trai và bé gái. Bé gái thì ở về bên pháp lý thì bên cha, còn em thì nuôi bé trai. Nhưng mà vì lý do là hai nhà gần á thì em thì đi làm em ở trên đây. Còn con thì em gửi cho mẹ em giữ. Lại từ nhỏ là nó đã đi theo mẹ em không à. Cho nên là hai bên gia đình không có cấm cản là bự bắt ai hết. Em lý do gì mà em chia tay với chồng mình vậy? Chung là hồi đó hai vợ chồng em thôi thì cũng đơn giản lắm. Sống lúc đầu mới cưới về thì sống riêng, tự lập riêng. Xong rồi thời gian rồi cái em về nhà sống chung rồi mâu thuẫn từ trong gia đình đó. Nói chung là hai bên cũng đều đã lỡ chuyến đò nha. Em mong muốn một người phụ nữ thế nào? Em mong muốn là một cái người phụ nữ phải đoan chính, phải dịu dàng, hiền từ, lời ăn tiếng nói nụ cười, phải giữ gìn ý tứ, nói năng mà sổ sàng, bữa củi pha ngang. Cha mẹ nói thì cha mẹ hay lớn tuổi, ví dụ con cái cái gì không biết thì cha mẹ cứ gầy la. Chứ đừng có mà hả, ông bà nói là bữa lại được, em không chịu nữa thiệt. Vậy cho bây giờ là... em mong muốn là cái người đàn ông của em là sau này sẽ như thế nào? Em cũng chỉ là mong một người có thể lo cho gia đình được. Không có quá nhu nhược quá. Có thể quyết đoán được trong mọi chuyện. Cái vấn đề đó anh giải quyết được em ơi. Dạ. Không nói nhiều chút được không? Dạ không, em cũng thích nói nhiều lắm. Thích nói nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng luôn rồi đó. Em cần nói nhiều hơn em nữa. Nhưng mà nói đúng nha, đừng có nói bậy. Nói nhiều thì nói đúng, nhưng mà đừng có nói nhiều mà nói chuyện nói chật. Đúng rồi, nói nhiều mà nói bậy là em không thích. Nói sách thánh hiền là được đúng không? Đúng rồi chị, em thích đọc sách thánh hiền lắm á chị. Thường ngày em nghe sách của huynh trưởng Bế Thiện á. Nghe ngày nào cũng về hợp với mẹ em lắm á. Về hợp với mẹ hả? Ủa rồi bây giờ sao lại về là có em có sợ làm dâu không? Có ngại làm dâu không? Dạ không, đó giờ em cũng không có sợ. Nhưng mà miễn là thí dụ như nếu mà nói về làm dâu thì miễn mẹ chồng thông cảm cho con dâu, thí dụ như có sai thì cứ em tán em thì thích là sai thì cứ việc nói rồi liền. Có vấn đề đấy, yên tâm em ơi. Chứ em không nói thích chung mà là nói sau lưng hay là đừng có nói sau lưng nghe, không có vừa lòng là nói ngay mặt cứ nghe. Nói ngay mặt em là được rồi. Đúng rồi, người ta đang ngồi quay lưng này đây á, đừng nói sau lưng. Cặp này có thể nói chuyện nhau được rồi đó. Hôm nay em đi với ai? Bữa nay em đi với một chị đồng nghiệp làm chung. Chị đồng nghiệp đúng không? Dạ. Em là Huệ Ngọc, em xin chào chương trình. Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Và chào khán giả và chào bạn em trai. Em là đồng nghiệp của Giàu. Chị thấy em trai này cũng được thì em hai đứa tìm hiểu. Vậy ổn rồi. Em đi với ai em trai? Hôm nay là em đi với em ruột của em. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào chị. Chào quý vị khán giả. Dạ em thấy chị gái này dễ thương, xinh xắn, hiền đó. Anh em thì ngoan, hiền, chịu khó. Em mong là anh chị cho nhau cơ hội tìm hiểu ạ. Rồi, rồi, mở rào. Bắt đầu nha, nhiệm vụ của em đó. Có thể lên cầu vòng cổ rồi lấy cảm tình cô gái không? Bước tới lên cầu vòng cổ luôn được không? Cầm quà tới đưa luôn.
Rồi, đứng lên tặng quà kìa. Bắt đầu. Anh em tặng em đặc sản Sóc Trăng với một hộp kẹo của Bến Tre. Anh mong rằng qua chương trình này hai đứa ta có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn và mong rằng tình cảm của chúng ta được càng ngày càng được yêu thương, đông đầy, vuông tròn và ngọt ngào như hộp kẹo anh đã tặng cho em. Dạ, em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng cho anh. Cái này thì không có giá trị nhiều nhưng mà đó là một cái móc khóa xe. Ví dụ như sau này mà mình có duyên á, thì ví dụ như ở nhà thì có em nhưng mà ra đường thì anh nhớ chắc lên xe em cũng theo anh. Anh cho em hỏi là mình ở dưới mình nuôi tôm đúng không anh? Nhà anh nuôi tôm đúng không em? Nhà em cũng có nuôi. Ủa nãy em nói đâu mà anh nghe không rõ? Huyện Tân Phú Đông. Huyện Tân Phú Đông. Ở dưới là nuôi tôm nhiều lắm, dưới chỉ nuôi tôm thôi, nước mặn nuôi tôm thôi. Nói chung là hôm nào có đi Sóc Trăng thì điện anh để anh tiếp đón em ha. Dạ. Lần đầu tiên gặp cô ấy em thấy cô ấy sao? Nói chung là em thấy em này rất dễ thương. Nói chung là tánh tình, nói chung là nói chuyện ngoan đạo đó. Nói chung là nói chuyện anh thấy em cũng nói chung là thích đó anh ơi. Thấy thì được nhưng mà có cái là em cũng hơi hơi ngại cái vụ tuổi tác á. Em sợ là đâu có vấn đề đâu em. Tuổi tác bây giờ trên lệch 53 tuổi không có thành vấn đề gì, miễn sao sống nó tốt hạnh phúc được rồi. Đâu, ông bà mình nói nhất gái hơn hai gì trai hơn một mà. Dạ đúng rồi đó, là nhất luôn á. Nói chung là thông qua chương trình này anh từ ở Bạc Liêu mà lặn lội đường xá xa xôi, ngăn sông cách lộ, vượt thời gian đến đây là nói thiệt đem theo cả một cái trái tim chân tình và thành ý nhất đến đây để mà tìm một nửa yêu thương, chứ không phải đến đây để vui chơi, đến đây mà để làm cái chuyện vui là không có. Em đây là cả một cái chân tình, cả một cái trái tim đầy yêu thương, đến đây là quyết định để bấm nút đó. Quyết liệt gì đó. Mà em quan điểm cho hôn nhân gia đình thế nào nói cho cô gái nghe đi. Em mà về nói chung là nếu mà về dưới quê anh sống, nói chung là việc làm thì nói chung là anh có thể kiếm cho em. Nói chung là cơm nước trong ngoài lo nội trợ là tốt rồi, còn có việc làm thì càng tốt hơn. Còn không có thì anh có thể lo cho em được. Nói chung là cha mẹ hai bên thì phải hiếu thuận hai bên. Em hiếu thuận với cha mẹ anh thì anh phải hết lòng tôn kính cha mẹ của em và kính chị nhường em. Nói chung là yêu thương hết. Anh em hỏi là nhà mình có đông anh em không anh? Nhà của anh thì 5 anh em, 4 gái 1 trai. Đứa em út của anh ở đây nó làm Sài Gòn, anh hiện tại đang làm dưới quê. Em thì nhà chỉ có 2 anh em thôi, anh trai với em thôi. Là con anh sống với anh hay sống với... Con anh hiện tại là nó sống với anh mẹ nó. Nói chung là tháng nào anh cũng có ré cho tiền. Nói chung là tình cảm cha con. Em với anh có duyên á, thì anh có ngại về vấn đề con em không? Tại vì con em hiện tại là em cũng đang nuôi một bé. Không đâu, anh không có ngại gì cái quan điểm đó. Mà quan điểm là hai đứa mình có thể yêu thương nhau và sống tốt, lo cho mấy đứa nhỏ là ăn học đến nơi đến chốn, đặng có công danh với đời á, là anh có điều đó anh tiến tới. Em sợ là lúc nãy em cũng có chia sẻ là em cần một người đàn ông mà không quá nhu nhược, có thể quyết đoán, lại như em sợ ảnh hưởng người khác. Ví dụ như anh thì anh không chấp nhất mấy chuyện đó, nhưng mà chẳng hạn như ảnh hưởng từ người thân, người nhà và tiếng nói xung quanh. Em ơi, anh thì nói một thì một, hai là hai à, chứ không có vụ mà nói một hai ba, không có. Tại vì lúc trước em đã từng gặp một người như vậy đó, lúc đầu cũng vậy, sau này cái ảnh hưởng người thân rồi cho nên là mới gãy đổ tới bây giờ. Nếu thật sự mà hai đứa là cho nhau cơ hội thì anh quen em thì anh cũng cho cha thiệt tình, là anh cho cha mẹ lên đàng hoàng, chứ không phải là quen nhau và bữa cửa giữa đường anh không có. Hỏi như vậy, bữa cửa bữa đường em không chịu. Nếu mà người thiệt là anh phải cho cha mẹ anh lên để tiến đến cái sự xa hơn, hai đứa về chung một nhà. Ở Sóc Trăng là anh nói nãy, anh nói ở huyện gì anh em quên anh rồi. Ở huyện Vĩnh Châu. Vĩnh Châu. Vĩnh Châu là đi xuống, anh đỡ đoạn giữa là giáp ranh với Bạc Liêu. Từ Cù Lao Dung xuống đó xa không anh? Từ Cù Lao Dung xuống đó khoảng 50 cây số. Xa dữ vậy hả? Trời, đâu có xa, đường bây giờ nó lắng lẫy luôn chứ đâu có xa đâu em. Chạy chút xíu à. Còn nếu mà em có ngại thì anh lên rước. Hỏi như vậy. Rồi bây giờ em bước tới, em nắm tay để truyền cảm xúc với nhau, tận đáy lòng của mình. Rồi có thể hát một câu nào đó tặng bạn gái, nhìn thẳng vô mắt luôn, nắm hai tay, nhìn thẳng vô nhau. Em xấu yêu ơi, anh đang quay về 10 năm xa vẫn. Anh sẽ đưa em đi tìm một giấc mơ đời. Hay vậy? 10 năm lạc lối phải không em? 10 năm nhọc nhằn chiếu trong tim. Ta lỡ thương nhau, ta lỡ thương nhau thì cưới nhau liền. Trời ơi. Nhìn nhau rồi em gái hát đi. Cái này em bị gài. Hát cái gì đi.
Đó. Dạ, nó nghe nè, hai cái giọng của tụi em á giống giống nhau á, hát bài chung đi. Ừ. Nhớ nát lắm nút nha. Nắm đau kỹ lắm. Ừ, hát bài chung đi cưng. Dạ, giờ muốn hát bài chung á. Anh Ho, giờ em muốn xong ca luôn nè. Anh biết hát bài gì không? Biết hát bản bài Hai Đứa Mình Yêu Nhau mà. Rồi vậy anh hát, hình như là em hát em trước hát trước đúng rồi. Một câu thôi nha. Câu thôi. Sáng mai đây anh ra biển mái trường, và biệt con đường vàng lá me bay. Ngày hai ta vừa đi qua lối đó, anh thấy em nói cười, anh để ý anh thương. Trời ơi, khoa học quá trời đất luôn. Trời đất quá trời hợp luôn. Mong rằng qua chương trình này là hai đứa mình có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Chứ anh thấy em thì anh cũng ưng rồi đó. Qua lời ăn tiếng nói nụ cười, qua tươi đẹp cũng bởi màu hồng, người tươi đẹp cũng bởi tấm lòng thủy chung. Qua đẹp thì phải có mùi xuân, gái đẹp thì nhờ cái nết na dịu dàng. Cho chàng quá tay ạ. À. Ừ. Quá dữ luôn. Em qua ghế này ngồi luôn đi. Em quyết định lên đây là anh biết cái đường xa mấy trăm cây số mà lên em phải bấm nút em mới lên chứ. Ừ, thì đặt để... bấm thì là đặt vô liền. Dạ. Bấm là đặt vô liền. Đây, để tay tay trái kìa. Rồi nè, 1, 2, 3, có bấm không nè? Nữ. Rồi bấm luôn rồi đó. Nhớ lát bấm nút nha. Bấm đau kỹ lắm. Chúng ta một, sẽ quyết định bằng 3 tiếng đếm. Trời ơi. Rồi. Bấm mà nhọc nhằn quá. Chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi. Dạ. Xin phép má cho con hôn nụ hôn đầu tiên. Dạ, em xin phép được hôn cái. Hôn cái nghe. Nhớ bạn gái tên gì không? Không nhớ. Bạn tên gì không nhớ. Trời đất ơi, nói đã xong rồi xin hung rồi luôn. Thôi để chừng nào anh nhớ đi, rồi tự anh ráng về anh nhớ giận đi. Giận rồi đó, giận lẫy rồi đó. Giận luôn. Giận luôn. Nhưng mà em có nhớ tên bạn trai không? Em nhớ là như là tên Tân anh. Tại vì em có thật xấu em hay quên, chứ không có gì hết trơn á. Ngoài ra cái đó là cái gì cũng tốt hết. Em nghĩ em là ngoan đạo ghê luôn á. Thiệt ạ. À. Bây giờ em nói đi sao chỗ cho cái tên lại đó. À, nói chung là ai chửi ta thì ta giả điếc. À, chờ người hết giận ta khuyên, chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên. Thì lấy không có lấy dao ra giận hờn, thù quán. Nói đi, nói cái ôm cái coi. Bắt đầu nào. Dạ, anh cảm ơn em nhiều nha. Dạ, lớn không có sao. Bắt tên tay. Gì? Ngọc Dao. À, chúc hai đứa sẽ sớm về chung một nhà nha. Dạ. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng, robot chất lượng nước, chất lượng sống. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say, một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi, chúc hai em hạnh phúc nha. Hay quên anh, đôi khi hay quên lắm. Hối thúc em việc gì là em sẽ quên việc đó. Tình yêu của em là thật thà quá. Thật thà quá hả? Em có một mối tình ở khách sạn anh. Chúng ta vừa đến với cặp đôi đầu tiên, rất là dễ thương, cũng rất là vui ha. Không chần chờ gì nữa, chúng ta phải gặp ngay cặp đôi thứ nhì. Hôm nay Vân thấy là nhiều cái thú vị sẽ xảy ra. Rất là vui đó. Bây giờ thì xin mời cặp đôi tiếp theo. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Rồi, bây giờ mời nhà gái này, em giới thiệu về mình đi. Dạ,
Em xin chào chị Hồng Vân, em xin chào anh Quyền Linh, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Lê Bình Út, năm nay em 30 tuổi. Hiện tại em kinh doanh online về giày và nước hoa. Em gia đình em hiện tại là có 15 anh chị em. Em là kế Út nên em tên là Bình Út. Là em đang sống ở đâu? Dạ em đang sống ở quận 8. Bình Út, 15 anh chị em đó, người ta là áp Út là thứ 14 đó. Anh gì ơi? Dạ. Rồi giới thiệu về mình đi em. Lần tiên xin chào các bạn với trường quay. Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Bảo Di. Năm nay em 36 tuổi. Nhà em ở thành phố. Nhưng mà nhà em ở thành phố và ở quận 10 em. Công việc của Bảo Di? Công việc của em là hiện giờ em đang hùng với một người bạn mở quán cà phê ở quận 7. Thôi em nói một chút xíu về điểm mạnh điểm yếu của em cho bạn gái người ta nghe đi. Điểm mạnh của em là hòa đồng, dễ chịu và biết quan tâm chia sẻ người khác. Còn điểm yếu của em là hay quên anh, đôi khi hay quên lắm. Có nghĩa hối thúc em việc gì là em sẽ quên việc đó. Mà không hốt thì thôi, làm từ từ sẽ từ nhớ. Từ nên sẽ nhớ. Mời đàn gái. Em sao em nói về cái dạ. Điểm mạnh điểm yếu của mình? Dạ điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình. Rồi còn điểm yếu? Điểm yếu của em là thật thà quá. Thật thà quá hả? Dạ. Nghe bạn kia bạn nói bạn hay quên á, có khi nào mai mốt mà hẹn hò với em mà quên luôn giờ dạ, giấc cái không? Đó để em nhắc. Em có những cái sở thích gì đặc biệt không? Dạ em thích thể thao, em thích du lịch. Thì về thể thao thì em chơi môn cầu kiển. Đá dạ. Cầu á phải không? Dạ đúng rồi. Vậy hả? Còn về du lịch thì em đi, em rất thích đi rất là nhiều nơi. Em thích như vậy nên em cũng muốn người bạn của em cũng thích cùng sở thích của em. Cùng sở thích. Đợi chút xíu nữa mình hỏi nha. Chút dạ. Xíu nữa em mở rào ra em hỏi liền. Em trai có mấy mối tình rồi? Dạ em có một mối tình ở khách sạn anh. Em có một mối tình ở khách sạn anh. Mối tình ở khách sạn hả? Không phải. Là mối tình là đó em làm khách sạn á, là bạn đó làm chung. Có ở trong khách sạn không? Dạ có ở trong khách sạn à. Ở khách sạn hả? Lâu không? Em làm mối tình đó cũng được 6 năm anh. 6 năm? Wow. Dạ. Vậy là chắc chắn có đêm ở khách sạn. Không có. Có không? Dạ không có. Có trực đêm không? Có trực đêm anh, tại em đó em là lễ tân. Tất nhiên là có trực bạn đêm. Bạn kia là gì? Bạn kia là làm phòng. Làm phòng là dọn dẹp phòng rồi đó. Em có vô vụ phụ dọn dẹp phòng không? Có phụ dọn dẹp phòng có luôn. Có hai đứa ở trong phòng không? Dạ cũng có luôn anh. Có nắm tay trong phòng không? Có hôn trong phòng không? Có hôn trong phòng luôn anh. Gì nữa không? Dạ không, cái đó chưa có. Thôi thật tình dễ sợ luôn đó. Lý lịch tình yêu là 6 năm một mối tình ở trong phòng. Nhưng mà sao mà yêu nhau 6 năm mà bỏ nhau uổng vậy trời? Nói chung thì lúc đó em chuyển một công việc khác nữa. Với lại bạn đó tính tình cũng hơi hờn dỗi nó. Chắc ta giận dỗi chứ có gì đâu. Mà giận dỗi thường thường giận lâu lắm. Tôi mới giận có khoảng đâu tháng mà. 6 năm mà không hiểu nhau. Dạ. 6 năm có lần nào vượt rào không? Không có anh, tại vì bạn đó cũng kỹ lắm mà. Tại em dám đề nghị. Em ở thành phố thì muốn lập gia đình, trong tay có tiền. Tại vì sao? Mình muốn lo cho cái người mình yêu thương á là phải tuyệt đối. Cái về trụ cột của người đàn ông nó nặng hơn anh, chứ không phải là kiêng một người về phụ nữ. Trụ cột rất là nặng. Bây giờ mình muốn hỏi như thế để chứng minh được là đàn ông người này rất là đàng hoàng. Rồi. Thấy chưa? Tôi nghe nhà gái bên tôi thấy ưng rồi đó, ưng rồi đó. Chứng minh cho đàn gái bên đàn trai là số 1 luôn. Còn mình sao nè, mình nói cho bên đàn trai nghe đi. Dạ thì chưa có mối tình nào thật, chỉ có coi tìm hiểu thôi, chưa có mối nào tình nào là gọi là chính thức. Em á hả? Dạ. Thiệt luôn á hả? Dạ. Tức là tìm hiểu mấy người, một người hay là? Dạ không, tức là có mấy anh cũng thương nhưng mà mình tìm hiểu thì mình giống mình quan sát á. Thì chưa thấy rung động nên chưa có mở lòng. Em không có rung động, nói dạ. Thẳng ra là chưa có người yêu luôn rồi. Đúng không? Dạ đúng. Bên đây còn dưới kèo bên tôi nữa nha. Em á là tìm hiểu 6 năm chưa vượt rào, một mối tình rất trong sáng đúng không? Yeah. Nhưng mà em còn biết yêu là như thế nào. Yeah, còn yeah. Bên đây là người ta chưa có mối tình nào luôn. Em vui hay là em hồi hộp hay là cảm giác em khi mà em tiếp nhận cái điều đó, cái thông tin đó như thế nào? Nói chung em cũng có cảm giác là vui. Bản thân em á, một khi em yêu á là em sẽ lo lắng và yêu thương người đó rất là nhiều. Nhưng mà nói chung thì thôi, khi quen nhau cũng có đôi lúc hờn dỗi hay này nọ đó thì cũng phải giận, giận ít thôi chứ mà giận nhiều. Đừng giận nhiều mệt mỏi đúng không? Lắm. Có nghĩa là đừng có nhõng nhẽo quá đáng đúng không? Dạ, rồi đúng đừng rồi. Có giận hờn quá lâu. Dạ đúng. Em có giận hờn rồi có nhõng nhẽo không? Dạ không.
em có sao nói vậy. Ừ, có sao nói vậy, người ơi lật bài ngửa luôn đúng không? Được, được cũng được thì thôi. Vậy là hợp rồi đó. Tại vì bạn này bên đây là bạn rất mạnh mẽ. Em còn mong muốn gì ở người bạn gái của mình nữa? Về sắc vóc thì như thế nào? Nói chung thì em cũng rất là dễ nhìn được một chút. Cao thì em cao tới 1m7 thì người đó cũng phải từ 5m55 đủ lên. Em mét nhiêu? Dạ em trên 1m55. Ờ đó, ngon lành. Rồi, vậy là được. Anh thấy đằng trai là hơi bị ngon rồi đó. Cho bên gái tôi mà không dạ, ngon. Dạ em chào anh ạ. Em gái dễ thương, rất là xinh xắn, nụ cười rất là tươi luôn á. Dạ. Em, thí dụ giờ hai đứa gặp nhau mà hiểu nhau rồi thì khoảng bao lâu thì em có thể cho đàn trai bước tới? Dạ, ít nhất cũng 1 năm. Ít nhất 1 năm ha. Dạ. Bây giờ cái mẫu hình lý tưởng của người bạn trai của em là gì? Dạ, mẫu hình lý tưởng người đàn trai của em á là vui vẻ, nhiệt tình, biết trách nhiệm, biết san sẻ. Và nhất là phải biết hiếu thảo. Được không em? Được anh. Được ha. Cái chuyện đó là ok. Anh nghĩ đàn trai làm được. Nhưng mà đừng lăng nhăng là được. Không có lăng nhăng cậu 6 năm. Cái người đó là không có lăng nhăng. Ừ, em thấy bây giờ phỏng vấn 6 năm mà không có dám gì hết trơn. Là đúng là không lăng nhăng đàng hoàng đó. Dạ. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với anh chị và cháu với em của em. Anh chị ruột á hả? Dạ. Rồi, xin mời gia đình. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và bạn trai bên đây và quý vị khán giả. Em là chị Bảy của Bình Úc. Chị Bảy luôn hả? Em thấy thì bạn trai bên đây thì cũng ok, cũng thật tình. Thì đến đây cũng là cái duyên rồi. Em của chị thì nó cũng hiền lắm. Chị cũng muốn cho hai em có một cơ hội với nhau để tiến xa hơn. À, cảm ơn thằng gái. Anh trai đi với ai? Em đi với chị họ của em. Chị họ ha. Dạ, xin kính chào quý vị khán giả, chào hai MC Hồng Vân và Quyền Linh. Duy ở bên này, cái em gái bên này cũng dễ thương lắm, có duyên lắm. Quá trời dễ thương á. Dễ thiệt lắm. Thấy hai đứa cũng hợp lắm á, nên tạo cơ hội cho nhau đi. Thì ở đây ai cũng thấy được điều đó cả, hai thì em đều đó. Hiền à, hai đều hiền cả. Mở rào. Dạ em tặng em nhà bọc này tựa như thiên thần. Dạ em gửi anh đôi dài. Thử dài đi, dạ. Tôi ôm cái này cho. Đó. Mày có vừa không? Đôi dài này với ý nghĩa là anh có thể cùng em đi du lịch, đi đây đi đó cùng nhau để cảm thấy nó ý nghĩa hơn. Vì xưa nay giờ em đi du lịch cũng một mình nhiều. Anh cũng thích đi du lịch. Thì em không biết anh có vừa không nhưng... Mở ra đi cưng, mở ra đi cưng. Này anh mang số 42 em. Dạ này 41 anh. 41 chắc không vừa. Nhưng yên tâm đi, em sẽ đổi lại cho anh. Em xin tặng anh ạ. Rồi, cảm ơn em. Rồi, hai đứa ngồi tâm sự đi nào. À, trong lần đầu mặt này em thấy anh thế nào? Dạ em thấy anh ok, hiền lành, vui vẻ, cảm thấy ấn tượng. Nói chung thì anh hồi đó giờ anh cũng ít có quen ai và thương ai lắm. Nhưng mà anh quen anh thương thì anh thương rất là tình. Mà lo lắng yêu thương chăm sóc thì khoảng đó thì anh nói thì anh đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Dạ, em thấy anh là cũng đạt 90% là yêu cầu của em đã hình tượng ra. Thì em cảm thấy có cái gì đó nó vui vui. Hai đứa bàn tính coi thế nào, dù giờ mình góp gạo thổi cơm chung thì khoảng bao lâu, kinh tế như thế nào. Nói chung mình muốn tiến tới hôn nhân thì cũng phải có thời gian em. Yeah. Tại vì mình cũng phải có một cái chút vốn rồi mình mới làm đám cưới. Anh nghĩ nhà đa số người gái cứ muốn lấy chồng thường thường là muốn sống riêng, ít muốn sống với mẹ chồng. Không, nhưng với em là em thích sống chung. Em thích sống chung hả? Tại vì đông là vui. Anh em của em cũng vậy, bạn bè cũng vậy. Mình biết cách cư xử là mình vui hết, tất cả mọi bên. À, anh có một cái sở thích là hay nghe nhạc, em có nghe nhạc không? Dạ có. Em nghe những loại nhạc gì? Em thích nhạc xưa nè, nhạc bolero nè. Đó, anh biết hát những cái bài nhạc đó. Vậy anh có thể tặng em một bài hát được không? Đúng rồi, tặng luôn đi. Tặng qua tặng lại đi. Anh sẽ tặng em bài hát rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trúc Phương là bài Chiều Cuối Tuần. Anh thích bạn đó. Bài bạn gái hát luôn. Em ơi, tôi lên đường phố cũ gặp em chiều hẹn hò, cho nhau niềm vui cuối tuần, vì hơn mấy lần vắng em trời kinh đô, nghe sao xuyên bước cô đơn. Ai quen ai khi người tôi mến,
nằm trong lòng tay rồi. Em ơi, dù hai chúng mình mong chi có thành, biết nhau chiều hôm nay, xin nhớ mãi về sau này. Thôi, mình đáp lại luôn đi em. Hay quá. Vậy em xin gửi anh một vài lời thôi. Dạ. Của bài hát Sao Chưa Thấy Hồi Âm. Theo năm tháng hoài mong, thư gửi đi mấy lần, đời hồi âm chưa thấy. Anh ơi nhớ dần đây, còn có em đêm ngày, hằng thương nhớ vơi đây. Từ lâu đành xa vắng, đời trăm ngàn cay đắng, hỏi anh có hay chăng. Mỗi mòn đợi hồi âm, thềm hoa đành lẻ bóng, nhớ thương anh ngập lòng. Rồi em hát hay quá. Tim mình đập loạn xạ hết trơn. Giờ em gái chơi cầu cầu khiển đó. Dạ. Em có thể biểu diễn một chút xíu cho bạn trai xem đi. Dạ thì em xin phép diễn một vài bộ của cầu khiển. Hôm nay không có đợi đem cầu nên em xin phép diễn bộ thôi. Bộ cầu khiển của em nó sẽ như thế này, như là mình đá từ ngoài sau ra ngoài trước. Gà. Nó là như vậy. Tức là mình quăng vậy là mình lấy cái chân mình đá. Dạ, đá từ ngoài sau ra ngoài trước. Đá cầu khiển là rất là nghệ thuật luôn á, rất là đẹp luôn. Mỗi lần mình đứng xem đá cầu khiển mình rất là thích luôn. Mọi người đá đó là rất cái môn thể thao đó. Em thường chơi. Dạ em hỏi anh có thích thể thao không ạ? Anh thích thể thao nhưng mà anh chỉ biết quýnh cờ thêm. Dạ được, em có biết quýnh cờ. Em quýnh được cờ ốp không vậy? Dạ, cờ nào em cũng quýnh được. Rất là điềm đạm. Tại vì về thể thao thì đa số em đều biết, nên em có thể chơi cùng anh. Em gái thật là duyên dáng luôn rồi nha. Bây giờ trước khi tiến hành bấm nút thì mình nhìn đối phương, mình cảm nhận trong lòng mình thế nào, mình nói rút ruột rút gan ra ha, không cần hoa mỹ, nói như cái gì mà mình đang suy nghĩ. Anh tới đây thì anh cũng muốn tìm một người bạn gái. Nói chung thì em cũng ok, tại vì tính ra đó hồi nãy em hát cái bài đó làm cho anh thích những người mà hát được nhạc bolero. Nếu như mà em cảm thấy được thì chúng ta cho nhau cơ hội và tìm hiểu lẫn nhau. Dạ. Nếu được thì anh và em có thể cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Nếu được thì mình sẽ tiến tới xa hơn. Dạ. Rồi. Hết thời gian. Để tay trái vào nút bấm. Dạ đếm đi ha. Kiểm tra lại một lần nữa xem thật sự đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng chúng ta đừng ngại ngần bấm nút. Và bấm nút phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Bấm nút không phải mình hẹn uống cà phê, mà bấm nút để tiến xa hơn nha. Rồi, sau 3 tiếng đếm của chị Hồng Vân. 1 2 3 Hết thời gian. Trời, tôi nghe hai cái tiếng cạch tôi đã quá ông nội ơi. Cạch một cái là đã rồi. Nắm tay nhau đi. Đó, nó rối chân rồi. Không biết xem sao. Rung, rung thiệt luôn á. Rung thiệt luôn á. Em nói với các anh, các chị cho phép em được đặt nụ hôn đầu tiên lên đôi gò má của Úc. Úc Bình nha. Em xin phép bên đàn gái cho em được hôn bé Úc. Bé Úc. Không đi. Dám không? Thấy sao? Thấy là có cảm giác lần lần nữa. Rồi, dính rồi, lần lần là dính rồi. Chúc hai em hạnh phúc. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng, robot chất lượng nước, chất lượng sống. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say,
của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt say một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi dạ. Đi tôi đi tìm hiểu nhau đi nha. Mỗi lần chúng tôi kết nối những mảnh ghép như thế, thật sự trong lòng chúng tôi rất là vui khi họ bấm nút hẹn hò, quý vị, những cảm xúc luôn luôn đông đầy trong chương trình. Và chúng tôi mong rằng những cặp đôi đã bấm nút hẹn hò, họ sẽ tiến xa hơn và sẽ thông báo chúng tôi một cái tin vui, đó là tụi em cưới nhau rồi. Và tôi luôn luôn nhận những tin vui như thế, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ thực hiện chương trình. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Độ đẹp trai cỡ nào từ Quyền Linh đổ lên hay từ Quyền Linh đổ xuống? Em nghĩ là định nghĩa đẹp trai thì của mỗi người một khác nhau ấy. Nên vì vậy là nếu như mà bạn trai lý tưởng á, là lý tưởng thôi, thì em muốn là bạn ấy cao hơn em. Tại vì em rất là thích chụp hình, cao vui vẻ. Cao như vậy? Dạ, cao khoảng 1m7 đi. Được không em? Dạ không. Dạ không. Em nghĩ trong bụng là chắc chắn là sau đêm nay là mình có bồ rồi. Thế là sáng ngày hôm sau bạn nhắn cho em một cái tin nhắn, bạn nói là bạn không thể đón nhận được tình cảm của em được, bởi vì bạn đã thương một cái người khác rồi. Vậy thì em chỉ là đứng ở vị trí số 2 thôi. Mà em thì đem đâu chấp nhận vị trí số 2 được. Em là một là số 1, hai là không là gì của nhau cả. Mẹ nói trước khi mẹ đi với anh trai đấy á, là phải giữ mình, đứng xa xa thôi, đứng gần á là coi chừng nha con. Mẹ nói coi chừng có bầu á con à. Thế là sợ quá, cứ hễ anh đứng bên này là mình, anh đứng bên này thì mình cứ nhảy qua bên kia, anh đứng bên kia thì mình cứ đứng bên này thôi, cách xa nhau. Ví dụ như anh có góp gạo với em á, nấu cơm chung á, anh nói tiếng Việt Nam giùm em ấy, anh đừng có nói tiếng Pháp, em nghe em không hiểu. Quý vị đón xem vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.